xin chào tất cả anh em đã xem like và đừng quên cho Dư Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và lần này thì Khải đang mở túi Vinh anh em ơi. Đây, Khải đang gom là 1000 nón Giáng sinh, 1000 áo Giáng sinh và 1000 quần Giáng sinh, kèm với cái chuông này mà. Cái chuông thì phải 50k điểm tống kim đỡ ép anh em. Đây anh em cùng xem qua cái thợ lỡ ghép cái event Giáng sinh ăn lành như thế nào này. Đây anh em cho anh em xem nha. Xem sơ qua rồi mở xong rồi anh em mình đi ăn event như thế nào. Đây. Như đây thì đã bắt đầu sau ngày 3 tháng 12, là mà đêm hôm qua thì trong bang cũng có khá nhiều anh em ăn rồi. Và đó rồi cùng ngày được mở event này. Kết thúc ngày đua top của bang họ là ngày 26 tháng 12 nha anh em. Đó, kết thúc ngày 26 tháng 12. Rồi ngay trung tâm Tương Dương 197-200 nón nè, áo nè. Ê, túi nguyên liệu bản sinh là cái túi khả năng mở nè. Mở được áo nè, nón nè, quần nè, quần slip nè. Rồi còn giày này thì 150k điểm thì đỡ anh Vinh Su. Ơ, anh Vinh Vạn, anh Vinh Tiền Vạn. Chuông này 50 điểm. 50 điểm là đỡ anh Vinh Su hay sao đây. Rồi mấy cái này là đua top, xanh, đỏ đua top. Mấy cái này là mua. Cái này sâu khăn trong đó là sâu nè, khăn trong xanh là tiền vạn nè mà. Hai dạng một cái. Tính ra even tiền dạng là tốn khoảng 2k dạng. Còn even sâu thì tốn khoảng 10k sâu. Tại vì mỗi even là 1000 cái nhân lên. Rồi thiệp cá nhân thì ban hồi rồi đó rồi. Khăn trong xanh thì vớ. Cái vớ thì 150k điểm tống kim. Rồi cái này khả chứ ăn thì bỏ qua đi. Một tiền vạn sâu nè. Người tiết tròn khăn đỏ rồi nè. 3 tỷ, anh được 3 tỷ kinh nghiệm. Ôi, anh này được up gần 2 cấp anh em à. Ngon ấy. Hiện tại bây giờ với cái cấp 96 của Khải thì Khải lên 1 tỷ 8, 1 tỷ 9 rồi. Thì Khải gần up cấp. Thì bây giờ Khải nghe Vinh là Khải nghĩ cho Khải lên được 2 cấp anh em ơi. Bây giờ đang 96, anh lên 98 rồi nè. Khẳng định luôn. Rồi cái chuông này, ok. Rồi tới giờ mua cái vớ cái gì? Mua cái màu đỏ đây, 10 xu với lại cái chuông, ok. Anh này được mảnh ngựa này, mảnh ngựa này, lần bài vớt xanh. Vé số Giáng sinh, ai chờ cái này hay nha. Đặt kim bảo nộp tại thần tài Biển Kinh, đã có hội nhập 100 kim bảo. Vé trúng thưởng khốc với ngẫu nhiên được sổ số vào 20 giờ hàng ngày. 20 giờ hàng ngày, đến kết... vé sổ số trùng khốc với ngẫu nhiên được sổ vào lúc 20 giờ. Là đúng ngày 26 tháng 12 sẽ bắt đầu sổ nè em ơi. Mình sẽ chọn số nhà đó là 26 tháng 12 sẽ bắt đầu sổ. Hơn là sẽ được 100 kim, wow. Ngon ngon, cái vé số ngon ấy. Mặt nạ Giáng sinh nhận được may mắn khi đi vào, 500 may mắn tận dụng với 2 giờ. Đại quá tửu, tiêu nữa anh đua top. Hống binh, ông già tiềm năng, ông già kỹ năng. Ông già tiềm năng là màu tím, màu hồng chứ. Ông già kỹ năng là màu vàng, rồi ok. Phúc duyên tinh hồng, thủy tinh. Và cái này thì e bên nào cũng có, giống nhau không gì khác cả. Rồi, đến móc thì 10 triệu, 20 triệu, 20 triệu và 100 triệu móc cuối cùng. Vòng sáng có 3 phật ở giữa khá là đẹp. Cộng 200 sinh lực, cộng 200 sinh lực, 20 ngày 300 thiệp nội em. Rồi có thở tiết bên tinh và lục họ tinh 200 sinh lực. Ngôi sao may mắn, sau khi mở được ngôi sao may mắn sẽ nhận lệnh bài của sân hệ hóa minh thạch nhất kỹ còn công phụ. Ôi cái nhất kỹ này em ơi, kỹ năng con có một cấp này, cái này mới ngon này em ơi. Ngôi sao may mắn này, nếu mà anh sẽ 1000 event sẽ có một cái ngôi sao may mắn. Anh hơn sẽ được nhất kỹ càng công phụ. Wow, một kỹ năng 25 ngày quá đẹp luôn em ơi. Trời ơi, 1000 cá được mặt nạ gì đây, sử dụng 3 mặt nạ may mắn. Rương mặt nạ may mắn, tiểu bí kíp hình ra bí kíp nữa này, bí kíp chính thức có luôn nha mọi người, bí kíp chính thức có luôn nha. Sử dụng nhận được 10 kỹ năng à, tưởng mát chứ. Nếu sử dụng được 10 kỹ năng thì anh em luyện 10 kêu anh em cánh cái này là mát 20 đó, vậy đó. Mà bút đại, lệnh bài bot giáng sinh, thể diện giới. À ở mùa này thì rất là bài bot xanh nha anh em, lệnh bài bot xanh nha anh em. Mùa này nếu mà ngon thì gom vài rương đánh bem lệnh bài bot xanh cho anh em. Hộp Giáng sinh may mắn, thị tinh ngựa hôm minh thật ngẫu nhiên. Rồi ok. Đó đơn giản là thôi anh em. Còn lệnh bài boss event thì nó giống như lệnh bài boss hôm trước anh em. Một ở vừa rồi cái event vừa rồi là hơn 2k máy một con á. Và long tự kinh ngựa này nó kiểu ok rồi, em hiểu. Đây. Đã coi thử mở xong chưa? DF nha anh em ơi. Hello chiến lê, đúng rồi cái lệnh bài boss xanh. Hello Đại Black nha, hello Hải Ngô. Hello anh em ơi vô. Rồi up cấp anh em ơi, nhìn là muốn up cấp ngay vào liền luôn anh em. Ok đúng rồi. Đủ. Khải đi up cấp ngay. Tầm này lo đi up cấp ngay tính sâu anh em ơi. Rồi sau khi đủ 1000 nón 1000 này nọ được thầy vứt cho con ngày 10 nó cầm đây gì có gì ngày mai anh Vinh khắc cho anh khắc tiếp nè. Này dư nè, dư áo nè, dư nón nè, dư quần này, mở luôn nè. À đâu đâu cái này thì tính ra mở ra 1000 để ăn luôn chứ lầm gì. Mở luôn. Lỡ luôn.
Khải sẽ mở thêm thứ ca nữa đỡ. Thứ một ca nữa, đứng này chơi nè mày. Rồi, cho trong thời gian chờ đợi anh em chờ một chút nha. Đây cho anh em xem set đồ trong thời gian chờ đợi anh em. Hôm qua mở được cái áo phục hồi đạn móc 47 quá tuyệt vời luôn. Khải bỏ luôn cái áo cũ cho anh em, áo cũ 30 chón. Thì Khải bỏ áo cũ thì hiệu ứng chón Khải còn có 60 thôi nè. 40 nè, 20 nè, 60 chón thôi. Nhưng mà Khải bù đắp lại được cái áo phục hồi cao thì tỷ năng cái chỗ mà phần Khải bị nhồi máu hoặc bị đam thì Khải sẽ bị giảm lại hiệu ứng sốc đam hơn nè. Giảm hiệu ứng bị chí mạng hơn, ngon hơn. Bơm máu lên rất là ngon. Buổi trưa vẫn đánh nhưng mà buổi trưa Khải không online nên tại vì Khải đánh có một tiếng Khải ọp rồi nên là chưa Khải không online. Nên em sẽ đồ mới cho em xem. Đó. Thay được cái áo đẹp vô nè. Tối nay với hiệu ứng 60 chó không biết đánh Tống Kim ra sao đây. Đó, nhận sức mạnh 11 sinh lượng lực. Nhận sức mạnh 7 sinh lượng lực. Đó. Ngập bội kháng sinh lượng lực, kháng lôi. Cái bội này thì lái dòng sinh lượng lực nên em kháng lôi không kích được. Ngập bội này Khải vừa mua 3 kim, 4 kim. Khải mua 4 kim. Mua thí nghiệm trong 3. Đó. Ok chưa? Vẫn giữ 80 chậm thôi. Còn lại thì chón sẽ bị mất 20 từ áo đi. Đó, còn 60 chón. 60 chón thì nó chỉ được 40 chón thôi. Nhờ bằng nghe mi nữa thì ngon, có nghe mi nữa ụp vô là ngon. Rồi đủ chưa? Đó, áo ok về dư luôn. Rồi, nút khoanh luôn đi. Nút khoanh luôn đi cho nó khỏi trận rừng. Tí dư vứt cho cờ lo nè. Rồi, ok. Rồi, vô Tống Kim một ít điểm Tống Kim nút thôi. Biết tối nay Tống Kim sao đây, biết được Tống Kim đủ hôm qua phải mua mớ lượng lách còn thôi. Wow, còn nhiều. Còn hơn 100k đủ đầu tối để mua lách Tống Kim đủ đánh. Đây. Một một gì vậy? Đây. Ta muốn chuông giáng sinh. Rồi, 1000 chuông giáng sinh. Rồi, vậy đi ép thôi. Tương Dương cầm 10k. Mùa này thì Evan lần này chỉ tốn 10k show thôi anh em ơi. 1 2 3 4 5. Mùa trước thì 14 xu lận, 14k lận, nhưng mà cũng đền bù là được hơn 2 đến 3k. Thì tính ra Evan trước cũng tầm 10 kim, 11 kim. Còn mùa này thì khoảng 10 kim là có ăn rồi. Mùa này cũng 10 kim các anh. Ok. Đó. Đó. Rồi, tiếp thôi. Bạn lách cái bóng đây đây. Sốc, đúng rồi, cái chuyện chó 40 nó đẹp luôn trận sơ kê. Mà cái chuyện đó không biết kìm đâu ra nè, hiếm á, hiếm á. Cái gì vậy? Cần ít nhất mức sâu, à đồ, để đồ sâu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mờ. Rồi, ok. Vô anh em đang xem anh Kevin này đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha mày. Đó. À, khăn tròn đỏ này, đó, đầy đủ nè. Khăn tròn đỏ 1k này. Rồi chuông giáng sinh 1k này. Đó. Còn mấy này tới được cắn sâu. Đó, 1k. Ok, đủ nguyên liệu ép nha anh em. Anh cái lên hoạt động luôn, đẹp luôn. Mà ghép người tiết khăn tròn đỏ đây rồi. Đây, đủ 5 nguyên liệu. Rồi, ép ngàn cái, dứt thôi. Rồi, hốt hàng. Rồi, cánh bình quá tử hốt hàng nè mày. Hãy qua giờ là bác Khải cánh bình quá tử ạ. Là bình quá tử Thiên Sơn là đang có trong người rồi. Cánh quá tử. Rồi, let go. Cú. Nốt anh em à. Đây. Nốt. Ok. Như đây. Thiệp này thiệp đô top băng hỏi đô top cánh nha. Rồi, tiền thấu lộ. Tiền thấu lộ. Như đây. Một vết số up cấp nữa này mà. Hai vết số lần bài boss. Mua này có lần bài boss nha nè. Này gom gom làm rừng bem anh em xem ok luôn em ơi. Tại mới cánh hơn 150 cái mà bình đại. 200 cá thì được gì ngon ăn không? Bình đại tiếp. Tiền thấu lộ. Tiền thấu lộ. Uầy, 200 cá chưa cái gì? 200 cá rồi anh em ơi. Hóa tầm này cấp thấp lắm anh em. Dự đoán gì đâu. Nhìn là biết cấp bao nhiêu phần trăm rồi. Hello Huy Cá Vàng nha. Hello Phùng Trương. Hello Thành Thiệp Hầu Ho. Hello Tiền Thành Lê Thanh.
Hello Phùng Khắc Minh nha, à, 95997 à? Khoảng 95-97 tùy phái bạn ơi. Khải nghĩ chắc khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu rồi có một ạc là bạn ơi. Còn đồ đạc tính sâu á. Rồi tiếp tục nè. Hello này mới vô nha. Chúc em buổi tối xem lao dễ nha em ơi. Rồi tiếp tục. Còn 200 cái hộp như này. Đại lực lửa bao. Trời ơi sao toàn tiềm năng. Kiềm năng ơi. Làm hai con kiềm năng anh em. Một cục tiềm năng. Em hai con kiến anh ơi. Hai con kiến anh đỡ tốn tiền mua anh em. Kiến anh nào, kiến anh nào. Ông già nó em màu vàng đâu. Ông già nó em màu vàng đâu. Tiếp tục lần bài boss. Hai cái rồi. Tiên thấu lộ, tiên thấu lộ. Ông già nó em màu vàng. Ông già nó em màu vàng. Ông già nó em vàng ơi. Được nhanh hiệp nghĩa ngay, được nhanh ơi. Hoạt động bùa phải online 24/24 anh ơi, chứ anh đi anh biết hoạt động là cũng cầm bùa không hiệu quả đâu anh ơi. Cái hoạt động anh nên cầm đam đi. Cái online mà anh cầm bùa nữa thôi chứ đâu hiệu ứng đâu. Một cái mảnh gì đây? Mảnh chiêu giả 4. Trời ơi. Mảnh ngựa 4 nè em ơi. Đã gần đem hơn 500 cái rồi. Mới cái một viên thiệt tinh này vẫn chưa có gì gọi là nè em ơi. Mấy bình viên phúc viên đại tiểu quá trời. Mặt nạ may mắn 5%. Trời ơi. Đồ chỗ này đẹp vậy. Đúng là ra mùa đông luôn em ơi. Mặt nạ may mắn 5%, mang vô là tăng may mắn 5% em cũng được. Thì nó tính theo giờ anh em, 72 tiếng thì cũng được vài ngày, 3 ngày á. Một mặt nạ được 3 ngày. Hết 700 cái rồi em ơi. Hết 700 cái rồi. Hết 700 cái rồi. Ông giờ nó ăn vàng đâu. Rồi thêm viên thiền tinh. Đồ được bóng rồi em ơi. Này ton rồi. Mới cái một ông già nó em tìm năng này. Kỹ năng nào nè em cần kỹ năng. Oh yeah. Oh đó. Được một bộ ngay. Làm một bộ nữa ơi. Một kỹ năng một tiềm năng rồi nha em. Hiện tại event này sử dụng tối đa mỗi con hai, mỗi nhân vật được hai cái. Hai kỹ năng và hai tiềm năng thôi nè em. Mạnh tiếp tục. Gì vậy? Không phải. Ba cái mặt nào nè. Đầu mạnh số 4, mạnh ngựa chiếu giả 4. Má xong mạnh 8 đi, mạnh 8 kiếm mấy chục kim rồi. Đeo vào em may mắn à, ok. Còn 155 cái cuối cùng. Đeo vào thử may mắn ra một em. Hello anh em mới vô nha, anh em đang xem thì đừng ngại cho Khả một like. Đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Và Khả hay like vào lúc 7:30 hàng ngày nha anh em. Anh em xem thì tối ghé lại kênh YouTube với Khả mình để xem ủng hộ cho anh em. Và sau những ngày hoạt động thì chúng ta sẽ bắt đầu tống kim 21 giờ hàng ngày nha anh em. Tống kim 21 rồi nha. Vé số được 4 vé rồi. Thật rương dữ ta. 4 vé số rồi. Mới rồi. Khô máu luôn à. Vé số này là 2511. À chờ ngày sổ số rồi nhận tiền rồi em ơi. Ủa thời hạn sử dụng là ngày 22 hết hạn rồi mà đến ngày 26 mới sổ số thì vé số này ở đâu hiệu quả đâu ta. What the hell. Ảo vậy. 310 3475. Ở đâu? Là sao ta? Vé số kiểu ảo vậy. Một ông tiềm năng nữa nè mà. Ngon lành cành đào. Rồi. Hai ông tiềm năng này kiếm một cái kỹ năng nữa đủ bộ khỏi phải tốn tiền mua nè. Rồi, mấy cái mình tiền thổ lộ, mấy tiền liên thổ lộ bỏ vô trong cái này không bán được bao nhiêu tiền đâu, 20 xu mình nó bỏ vô trong. Rồi lời thì lỗ chưa biết được. Rồi mấy đình đại. Rồi. Hai tiềm năng này. Rồi. Đủ không ta? Đại lực, sát thủ gián. Vứt cái áo vào luôn đi, chặt chỗ, phù hồi 40. Cái áo phù hồi 40 vứt đi. Vé số, vé đồi, vé số này hết hạn anh em à. Sao nó đỡ kiểu ảo dưới ta, kiểu đó hết hạn chứ có. Rồi, còn 86 cái cuối cùng. Nè, 3 thì tinh, 1 tinh hồng nữa. Đem nộp á, à? À nộp chỗ nào? À ok, vậy kênh mình nộp rồi khỏi chặt rương luôn em ơi. Đâu. Chặt rương. Ok gì bằng kênh nộp đi em ơi. Đúng rồi. Nó chặt rương hình mình nhận được sổ số chúng may mắn trăm kim anh em. Ờ đem nhìn nộp cho đỡ giờ hết hạn chết luôn anh em. Chính xác. Được hãy đi nộp đi. Đấy, đổ cho hai mảnh ngựa và hai mảnh 4 anh em. Khá là cùi. Hai mảnh 4 khá là xì đa. Được hai lần bài boss. Đồ ít quá. Hai bài boss này lấy gì mà đánh. Ba viên thiền tinh, hai cái mặt nạ mấy mặt nạ tăng may mắn bỏ trong đi.
Một viên tinh hồng thì tinh, ok. Quân phục này, rồi đồ tốt cá nhân, đồ tốt băng hội. Rồi khu cái cuối cùng 30 ô à. Dì biển kinh chỗ nào anh em? Coi khả động là biển kinh chỗ nào đây. Dì biển kinh đâu rồi? Biển kinh thần tài á, thần tài biển kinh á, thần tài đâu, thần tài đứng chỗ nào anh em? Thần tài biển kinh chỗ nào anh em ơi? Thần tài đâu? Cho bớt máy này chọc rương quá. Đây đây, giao với số dân sinh. Rồi đó, bữa nào giao. Ủa sao nó cho giao đúng vào lúc thì ngẫu nhiên một số thì hiệp xin nhận kim bảo. Ủa giao sao anh em? Giao vé số này. Ủa sao không giao được? Vì sao vậy ta? Không giao được nè. Số miếng là số. Không giao được vãi này. Tính ra thì anh Nguyễn Vinh được còn một cách cuối cùng mà chưa khui được nè em ơi. Được, hãy tới cái nút mấy cái này nè. Lô 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 lô. Anh em lên hạ số nè em ơi, lên hạ số nè em ơi. Ủa giao sao nè? Giao được. À, anh ấy vẫn được gần 2 bộ. Anh Long lên hạ số luôn, Long ơi. Em anh ấy vẫn gắp lên liền. Ủa, đây ăn một hạt không ra cái gì. Giao cái số này. À, ủa sao anh em có giao cái số được, sao em sao giao không được ta? Vì sao vậy ta? Sao em giao không được? Ăn 1000 cái mà phải tin ông không ra một bộ một cái thì tăng lên. Long lên hạ số luôn nha. Úp úp mà, khải úp rồi, khải ao gieo khải úp rồi. Có một cách cuối cùng mà chưa khui được nè em ơi. Được, khải tới cái nút cái này nè. Được 60 tinh hồng quả thật là ngon rồi. Đây có một viên tinh hồng đây. Đúng rồi, chúng thì lại giao thôi anh em. Đúng rồi, khi nào chúng mới lại giao. Còn cái này vẫn bỏ rương thôi. Nhưng mà nó đến ngày 22 nó hết hạn rồi. Lấy gì mà giao, lấy gì mà nhận thưởng ta. Cái này, cái vé số này, vé số của mình nó ghi đến ngày 22 tháng 12 hết hạn rồi. Nhưng mà ngày 26 nó mới dạy. Nó mới khui dạy á. Thì nó hết hạn mất tiêu rồi. Lấy gì mà giao. Là chúng lấy gì mà giao? Phải update trước mà update lên được mà mở cái đó ghi kiểu như ghi số trước vậy, hiểu không? Có số sẵn rồi nè, em update hết rồi mà. Update thì nó mới hiện event, nhưng không update sao hiện event được. Này mà sao không giao được. Rồi, hello Dũng HB Lương nha, hello Văn Trung. Càng khôn nhất kỹ là ngon nhất thôi. Ờ, má cái càng khôn nhất kỹ, cố gắng khui cái đó mà không ra này, biết ra hay không này. Không giao được nè, đợt khải hỏi order thử xem. Chứ tầm này nếu mà ngày 22 hết hạn rồi thì coi như vé số này vứt rồi. Thì ngày 26 sao mà dò được, đúng không? Đến 8 giờ ngày 26 nó mới sổ số mà. Mà thời hạn sử dụng mới ngày 22 hết hạn rồi. Rồi, không, tính dự đoán. Cái đó phải chỉnh lại thôi. Đúng rồi, cái này phải chỉnh lại thôi. Khải 77 nha, Nguyên Trung ơi, Nguyên Tùng ơi, hello, nè bao vô. Cái này anh em mình bước vào bét đi. 100 kim này nha, đừng bỏ đi nha. Đúng rồi, đừng có bỏ nha, đỡ sửa lại á, bị lỗi á. Bị lỗi mất mấy ngày rồi. Rồi khui. Gì đây? Cục sinh lực hợp lý. Bạc mạch nạ mấy mánh ngôi sao mấy mánh 300 đô tốt cả nhà mấy chậm. Khui nè. Một con ngựa xích thố 15 ngày được luôn. Ngựa gần hết hạn luôn. Được, hợp lý, nó là hợp lý. Mấy hạn xích thố luôn trời chắc. Tiếp tục khui mạch nạ mấy mánh nè. Hoàng Bình Thạch. Trời ơi, mạch nạ thì không có cái nhất kỹ ta. Toàn này. Anh em lên hạ xấu nè em ơi. Không được. Được. À, tính ra gọi lời lỗ đây. Chứ được con ngựa thì 500 xu, cho nên em tính thì nha 10 kim. 10 kim ốp được 2 cấp thì không nói là được 500 xu con ngựa này. Đó. Cộng 3 viên thủy tinh 600 xu. Rồi, cộng viên tinh hồng 400. Rồi. Cộng viên tinh hồng 400. Rồi, bỏ xuống dưới, bỏ xuống dưới. Rồi. Bốn cái mặt nạ này may mắn 5. Không biết bốn mặt nạ bao nhiêu. Bốn mặt nạ này chắc khả người chắc cũng 250 một cái đi. Bốn cái cho con kim đi. Mặt nạ may mắn 3 tiếng, quên 3 ngày. Khoảng 250 xu một cái đi. Rồi. Đúng rồi. Rồi trong này bình phúc quá tiểu đại 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 là 200 xu một bình. 8 là cả 1 ca 6. Cả 1 ca 6 là được 4 ca 1 rồi. 4 ca 1 phúc viên đại này. Rồi 10 bình tiên thổ lộ đây cộng 200 xu. 4 ca 3. Hống Bình Thạch 500 xu. 4k8. 2 lần bài boss này không biết bao nhiêu tiền. Chắc còn vài trăm xu, 300 xu đi.
Bam Sung cái hai cái 600 là 5.4 đại lực. Rồi, hai cái tiềm năng, hai cái tiềm năng một kỹ năng cũng được anh em ạ. Hơn là được hai tiềm năng hai kỹ năng này. Tính ra thì cái tiềm năng Evan mới thì cái này chắc còn một kim một cái nè, hai cái là khoảng hai kim. Đó, hai cái cũng hai kim. Rồi cái kỹ năng này hiếm rồi anh em ạ, kỹ năng này chắc hiện tại bây giờ khả nghĩ kỹ năng chắc 2k một cái đó. Thì thu được hai kim nữa. Rồi, thu được 9 kim 4, không lỗi gì mấy anh em ơi, thu được 9 kim 4 cũng khá là được. Không lỗi gì mấy. Lỗ có 500 xu, 600 xu thôi mà được up được mớ kỹ năng tiềm năng này nọ, ok up luôn. Đợi chi đâu anh em, đó quá đẹp luôn. Đây, giỏi thôi, tuyệt vời luôn. Tăng lên ít máu nữa. Châu liền anh em. Trời hôm nay có dòng Evan nữa, châu nữa. À, tăng lên này chẳng ít lực tây nữa coi. Cho lên rồi, 3k lực tây, đẹp luôn. Rồi. Máu 2k4, trời ơi dùng sáng đẹp vậy chứ. Giỡn đâu anh em. áo này nọ các kiểu. Chặt rương quá. Bỏ qua clon đi. Bỏ qua clon bớt đi nè mày, chặt rương quá. Bỏ qua clon đi. Trời ngựa được các kiểu này điếu rồi. Phi tốc đỡ bao mạnh sức thố mạnh ngựa từ le bông bí rồi. Rồi, bỏ nhiên tin vô. Phóng binh thật đựng cục. Rồi nói chung là ok anh em ơi, anh Evan lên được 2 cấp lại em trả lỗ bao nhiêu nè. Anh em xem video thích Evan, thích video anh Evan như thế này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like ủng hộ chơi anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục ăn những ạc khác cho anh em xem tiếp theo nha. Đừng quên cho một like đăng ký kênh ủng hộ chơi nha.